Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Nếu là lần đầu tiên xem kênh của em thì em xin được tự giới thiệu, em là Song Thảo. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo ạ. Phiên bản 1.6 turbo mọi người nhé. Em có hai chiếc như này, một chiếc 17 và một chiếc 18. Chiếc mà mọi người đang xem ở trên màn hình đây là chiếc 2017. Đấy. Xin lỗi mọi người là do cái bóng đèn nhà em nó đang bị chớp chớp cho nên hình ảnh nó hơi nháy nháy một chút, mong mọi người thông cảm. Chiếc xe này của em thì em đã phủ ceramic đánh bóng toàn bộ xe rồi, sẵn sàng đến tay quý khách hàng. Mọi người có thể xem qua về ngoại thất trước, sau đấy thì em sẽ quay nội thất cho mọi người xem. Xe mà đã bày bán ở cửa hàng thì đảm bảo 100% là em đã hoàn thiện tất cả mọi thứ và sẵn sàng đi đăng ký. Hồ sơ thì cầm tay, nếu bác nào ở tỉnh thì có thể cầm xe về luôn, cả giấy tờ đi kèm đầy đủ. Nếu ở Hà Nội thì sang tên trong ngày thôi ạ. Chiếc xe này của em thì được lắp thêm bộ thảm 5D. Đấy. Lốp sô cua. Có cốp điện. Trên phiên bản 1.6 turbo này thì trang bị động cơ turbo và la răng nó thiết kế khác so với bản 2.0 nhá mọi người nhá. Màu đỏ mận. Đây, ghế rất là sạch sẽ và đẹp. Em đã cho đánh bóng vào phủ ceramic rồi, dọn nội thất sạch sẽ rồi. Lốp thì còn khá là dày, mọi người với chiếc xe này có thể đi khoảng tầm 4-5 vạn nữa mới phải thay lốp ạ. Em có hai chiếc nhá, hai chiếc, một chiếc 17, một chiếc 2018. Chiếc này 2018 thì chiếc 2017 thì đang xuất hiện trên màn hình đây, còn chiếc 2018 thì em đang cho đi dọn nội thất cho sạch sẽ. Chiếc này của em bán sản xuất 2017 em bán 835 triệu, còn chiếc 2018 thì em bán 860 triệu. Hai phiên bản nhá mọi người nhá, cùng là 1.6 turbo nhưng nó là 2017 và 2018, 835 và 860 ạ. Cũng mong mọi người thông cảm cho em vì bóng đèn nhà em nó đang hơi chập chờn một chút cho nên nó hơi nháy nháy, sợ mọi người có khó nhìn không ạ. Chiếc này thì có cửa nóc nha mọi người nhá. Đây em bật bớt cái đèn lên cho nó. Có cửa sổ trời panorama. Hiện tại số km đang là 45.000 km ạ. Khá đẹp đúng không ạ? Mạ chrome được lắp thêm. Em bật đèn lên thì nó sáng hơn đúng không ạ? Sáng và bóng hơn, sạch sẽ hơn rất là nhiều, rất là đẹp. Tại vì em đã dọn dẹp rồi, đầy đủ hết rồi. Rồi, ngắn gọn với mọi người một chút. Em có chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo sản xuất năm 2017 giá 835 triệu, và chiếc 2018 em bán 860 triệu. Cả hai chiếc của em đều biển Sài Gòn, sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Khi cần mọi người có thể liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Xin phép dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người đừng quên là ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho em. Xin phép em chào mọi người.